Xin chào Trung. Hello, em chào anh Thưa Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Hay là thời gian 1 2 ngày hôm nay chẳng hạn, đang nổi lên một cái tin đấy, rất là hot. Đấy là một số cái thành phần nó mang danh là luật sư, đúng không ạ? Đấy, cái Phạm Thị Đoan Trang đấy, rồi là gia đình của Trịnh Bá Tư là viết thư rồi trả lời một số kênh chống phá nhà nước Việt Nam như VOA các thứ này, nó tuyệt thực đấy, nó tuyệt thực cả nửa tháng nay đấy. Chúng ta nghe cái câu chuyện này nó rất là quen, nó không có gì là lạ đấy. Nếu mà nói về nghiên cứu thực tế về khoa học á, thì cũng chưa có ai nghiên cứu về cái khoa học mà chứng minh một cách cụ thể về cái vấn đề mà người dân mà một người mà tuyệt thực bao nhiêu ngày sẽ chết, bởi vì nó liên quan đến vấn đề nhân quyền và vấn đề đạo đức đấy. Thế nhưng mà khoa học người ta tính được đó là gì? Nếu như một người mà nhịn uống nước khoảng 2 đến 4 ngày là có nguy cơ tử vong rất là cao đấy. Và từ trước đến nay có một trường hợp duy nhất là một tù nhân ở Áo nào bị bỏ quên đâu trong trại giam đâu khoảng 18 ngày. Thế thì cũng tìm mọi cách để sống, đúng không ạ? Bắt được con gì ấy như nào đấy, chung quy lại là được 18 ngày là cao nhất. Thế nhưng mà chúng ta thấy không, từ Cù Huy Hà Vũ này, đúng không ạ, thậm chí ngay cả Nguyễn Văn Đài đấy, và một nhóm những cái tay chân của Nguyễn Văn Đài, rồi là bây giờ đến Trịnh Bá Tư và nhiều thành phần khác nữa, Nguyễn Văn Hải cũng thế. Tuyệt thực mà em chả hiểu là cái giống này nó là cái giống gì mà nó tuyệt thực toàn là 1 tháng với lại 2 tháng thôi mà người nó cứ béo phây phây da trắng hồng, không biết là nó tuyệt thực cái kiểu gì, nó ăn cái gì mà nó lại tốt thế ấy. Ở trong tù cộng sản thì bảo là ác rồi, bị thế này thế nọ tuyệt thực, thì người béo phây phây để sang bên Mỹ bên Đức kia được ăn đầy đủ chất thì người càng ngày càng cọn ra, đúng không ạ? Nhìn Rồi. giống như kiểu là sắp hết oxy đến nơi rồi đấy, Thậm lúc đó chí thấy có nó trường buồn hợp với cười. Trung, trường hợp Hải Điếu Cày đó, thậm chí còn tới câu chuyện là bị cộng sản chặt tay đó, À đúng đấy. không? Đã qua Mỹ không hiểu bằng cách nào Mỹ hồi sinh là mọc được cánh tay ra, thấy thật. Chắc là gen của thờ của Thạch Sùng. Đấy. Chắc là mang gen Thạch Sùng. Rõ ràng là như thế. Tự rụng đuôi đúng không, tự rụng đuôi mọc lại. Đó là những cái câu chuyện nó rất là thực tế mà nó đã được chính những cái kênh chống nhà nước Việt Nam chúng ta nó đăng lên. Và Đúng chính gia rồi. đình chúng nó đã cung cấp thông tin như vậy. Thế thì tại sao những người nghe đó, những cái thành phần, ô thôi rồi đành rằng, đúng không ạ, đành rằng em chấp nhận một cái điều này này. Ờ, trong một xã hội thì không bao giờ có cái có một cái vấn đề nào đó mà có thể nói là ít cái vấn đề mà được 100%, thì ít nhiều nó cũng có cái quan điểm này quan điểm kia. Và em chấp nhận ở đây là chấp nhận những cái thành phần từ xưa đến nay đấy, nó ăn bám nó quen rồi, thì khi mà nó mất đi cái tư duy nô lệ, cái bản thân nó đi bóc lột chính đồng bào mình để nó sống, nó phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân, nó mất đi miếng cơm manh áo đấy, nó quen ăn tiền của Mỹ tài trợ rồi, giờ nó mất đi, nó phải đi lao động nó kiếm cơm, thì nó cay cú và nó ghét đã đành, đúng không ạ, nó xuyên tạc, nó bóp méo đã đành đấy. Thế nhưng mà đây những cái thành phần mà lại đây là thực tế nghe đấy, thực tế đã chứng minh đấy, Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ cũng được đón chào như mà một ngọn gió mới đấy, như kiểu là một người lãnh đạo mới, rồi tuyên bố là tôi sẽ ra những cái đòn sấm sét này sấm sét nọ bao nhiêu năm nay rồi, có thay đổi gì đâu. Nguyễn Văn Hải, Hải Điếu Cày đấy, hôm vừa rồi vừa chụp ảnh với Nguyễn Văn Đài đấy, vẫn đầy đủ tay chân mặt mũi đấy, có thiếu cái gì đâu. Thế tại sao những cái thông tin như vậy bây giờ nó thực tế như vậy đấy mà vẫn đâm đầu vào? Thế thì tư duy con người là gì, là động vật bậc cao, đúng không ạ, có ý thức và tư duy. Thế tại sao lại đến đến cái trường hợp như vậy, đúng không ạ, nó lừa một cách trắng trợn như vậy mà vẫn có người tin. Rồi là ngày hôm nay cái thông tin của Trịnh Bá Tư cũng thế, rồi nó kêu gọi là kể cả của Phạm Đoan Trang đấy, đúng không ạ, là cái tổ Rồi. chức Ben Pen gì đấy đấy, bảo để ghế trống cho Phạm Đoan Trang để thế này nọ, mới cứ để đấy, giống như kiểu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước đây cũng thế, sang bên sân bay đón mẹ như kiểu là con chạy ra sân bay đón mẹ trở về, đi chợ về đấy, rồi bây giờ thế nào, đúng không ạ?
Đôi khi nào cứ hết án phạt tù thì đi sang đấy mà ngồi, đúng không ạ? Rồi Trịnh Bá Tư cũng thế thôi, lại đi kêu gọi các cái tổ chức này tổ chức kia, can thiệp này can thiệp nọ. Xin lỗi, nhà nước Việt Nam, đúng không ạ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ quyền, có thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, đúng không ạ, có nhà nước, có đảng lãnh đạo, có đầy đủ các cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp đấy, có hiến pháp, có pháp luật, chứ không phải là một cái chợ chơi để cho ai có thể can thiệp vào được. Rất rõ ràng là như thế. Thế thì ngày hôm nay để chúng ta theo dõi thì chúng ta cũng thấy thôi, nó có nhiều cái thông tin nó nghe, đúng không ạ, chúng ta nghe chúng ta thấy rất là vô lý, nhưng mà thực tế nó đang diễn ra trong một cái xã hội văn minh hiện nay. Ok chung, cảm ơn chung rất là nhiều.